Những ngày qua, ngoài thông tin chính thống được đăng tải trên các phương tiện truyền thông uy tín, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tin tiêu cực, không qua kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19. Sau anh DNQ, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là một chủ tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi, bị công an mời lên làm việc vì có gần 300 bài viết liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Mới đây, thêm một chủ tài khoản nữa cũng rơi vào tình huống tương tự, đó là chủ tài khoản Nguyễn Xin. Cụ thể, ngày 28 tháng 3, chủ Facebook Nguyễn Xin đã loan tin: "Vậy là chúng ta đã có ca đầu tiên tử vong, trên trang cá nhân có gần 740.000 người theo dõi." Ngay lập tức, thông tin đã nhận về rất nhiều lượt tương tác. Ngay sau khi nhận được thông tin này, cũng trong ngày 28 tháng 3, Chánh Thanh tra Sở Truyền thông và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ cho biết đã gửi giấy mời đến chủ tài khoản Facebook Nguyễn Xin. Sở sẽ căn cứ kết quả buổi làm việc để đưa ra hình thức xử lý chủ tài khoản này theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Thọ nhận định, thông tin mà chủ tài khoản Facebook Nguyễn Xin đăng tải có nội dung nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Hiện Facebooker Nguyễn Xin đã gỡ bỏ bài đăng nói trên, đồng thời thừa nhận đưa thông tin thiếu chính xác trên trang cá nhân. Facebooker là Facebooker, vừa là phóng viên, vừa làm luôn việc của biên tập viên và cũng là người cuối cùng ấn nút xuất bản, nên dù muốn hay không thì chất lượng tin bài cũng không thể nào chất lượng bằng một cơ quan báo chí. Khi nhận được thông tin, tôi đã xác minh từ nhiều nguồn, tiếc là kết quả không chính xác. Đôi khi sự nhiệt huyết, năng nổ quá lại trở thành phá hoại, anh viết. Với tình hình dịch phức tạp như hiện nay, việc đưa những thông tin không chính xác sẽ gây hoang mang rất lớn trong dư luận. Hy vọng sau lần này, Nguyễn Xin sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình và mong người dân cũng cần tuyệt đối nghe theo những thông tin chính thống từ những nguồn chính thống đến từ các báo cũng như là từ đài truyền hình.